Hồ Quý Ly, tên ban đầu là Lê Quý Ly, sinh năm 1366, quê ở Đại Lại, Vĩnh Lộc, nay thuộc Thanh Hóa. Tổ tiên 15 đời của Quý Ly là Hồ Hưng Giật, vốn là người Chiết Giang bên Trung Quốc. Vào thời Ngũ Đại Thập Quốc loạn lạc, Hồ Hưng Giật lưu vong chạy sang nước ta. Cháu 12 đời của Hồ Hưng Giật là Hồ Liêm được viên tuyên úy Lê Huấn nhận làm con nuôi, từ đó đổi sang họ Lê. Quý Ly là cháu 4 đời của Lê Huấn. Lê Quý Ly có hai người cô lấy vua Trần Minh Tông, một người sinh ra vua Nghệ Tông, một người sinh ra vua Duệ Tông. Vì vậy, Trần Nghệ Tông khi mới lên ngôi đã rất tín nhiệm ông ta. Năm 1371, Quý Ly được làm khu mật viện đại sứ và được vua gả em gái vừa quá chồng là công chúa Huy Ninh. Tháng 11 năm 1372, Trần Nghệ Tông xuống chiếu nhường ngôi cho em là Trần Kính, tức là Trần Duệ Tông, còn bản thân lên làm Thái Thượng Hoàng. Duệ Tông lại phong cho Lê Quý Ly làm tham mưu quân sự. Bấy giờ, nước Chiêm do Chế Bồng Nga làm vua đang lúc cường thịnh, thường đem binh sang đánh cướp Đại Việt. Tháng 12 năm 1376, Trần Duệ Tông quyết định thân chinh đi đánh Chiêm Thành, Lê Quý Ly cùng đi theo. Tháng 1 năm 1377, quân Đại Việt tiến tới kinh thành đồ bàn của nước Chiêm, bị quân Chiêm phục kích. Trần Duệ Tông tử trận. Lê Quý Ly thân cầm đại binh nhưng không dám ứng cứu, rút chạy về nước. Vậy mà khi về đến kinh đô, Nghệ Tông Thượng Hoàng cũng không trách tội gì cả. Nghệ Tông thấy Duệ Tông vì nước mà bỏ mình, nên lập con của Duệ Tông là Trần Hiện lên nối ngôi, đó là Trần Phế Đế. Thượng Hoàng Nghệ Tông tuy nắm giữ đại quyền, nhưng việc gì cũng giao cho Quý Ly quyết định. Lê Quý Ly lại tìm cách phát triển thế lực riêng, nhưng Nghệ Tông vẫn không hề nghi ngại. Lúc đó, lòng các quan lại, tôn thất phần nhiều đã chán nản, dã rời, nhiều người biết trước rằng Quý Ly sớm muộn sẽ cướp ngôi. Tuy nhiên, Nghệ Tông vẫn hết lòng tin rằng Quý Ly trung thành với triều Trần, nên trao cho ông ta một thanh gươm và một lá cờ có ghi văn võ toàn tài, quân thần đồng đức. Bấy giờ, đế hiện thấy quyền lực của Lê Quý Ly quá lớn, lại được Thượng Hoàng tin tưởng, mới bàn với các quan rằng nếu không diệt trừ thì sau tất thành hậu họa. Không may kế hoạch bị bại lộ, Quý Ly biết chuyện, chạy vào kêu van với Thượng Hoàng. Nghệ Tông nghe lời, xuống chiếu trách đế hiện còn non trẻ, mà lại có ý hãm hại công thần, vậy phải giáng xuống là Minh Đức Đại Vương. Vua Trần Phế Đế bị thắt cổ chết, Nghệ Tông lập người con út của mình là Chiêu Định Vương làm hoàng đế, đó là Trần Thuận Tông. Quân Chiêm kể từ khi giết được vua Duệ Tông rồi, biết binh lực nhà Trần suy nhược, nên liên tục phát binh bắc tiến, mấy lần vào cướp phá kinh thành Thăng Long. Tháng 10 năm 1389, Chế Bồng Nga lại đem quân đánh lên Thanh Hóa. Nghệ Tông sai Lê Quý Ly dẫn quân chống lại. Quý Ly đánh không nổi, trốn về Thăng Long. Thượng Hoàng phải sai tướng Trần Khát Chân đi chống quân Chiêm. Đến năm 1390, Chế Bồng Nga bị Trần Khát Chân dùng đại bác bắn chết. Quân Chiêm tan vỡ. Từ đó, nước Chiêm Thành trở nên suy yếu, không còn khả năng mở một cuộc tấn công lớn vào Đại Việt nữa. Từ khi giặc Chiêm đã yên, Lê Quý Ly ngày càng ngạo mạn. Những người nào mà không phục tùng mình thì xui Thượng Hoàng giết đi. Hoàng tử, thân vương đều bị hại cả. Mà Thượng Hoàng Nghệ Tông thì cứ tin tưởng Quý Ly một cách lạ lùng. Quần thần có người dâng sớ nói Lê Quý Ly có ý muốn nhòm ngó cơ nghiệp nhà Trần, thì Thượng Hoàng lại đưa cho Quý Ly xem. Vì vậy, những trung thần không ai dám nói năng gì nữa. Quyền lực của Lê Quý Ly ngày càng lớn, vây cánh ngày một nhiều. Có lần, Nghệ Tông cho người vẽ tranh Tứ Quý tặng cho Quý Ly. Trong tranh vẽ Chu Công phò tá Chu Thành Vương, Hoắc Quang giúp vua Hán Chiêu Đế, Gia Cát Lượng giúp Thục Hán Hậu Chủ và Tô Hiến Thành giúp vua Lý Cao Tông. Thượng Hoàng tặng cho Lê Quý Ly và nói, người giúp con chấm cũng nên như thế. Một lần khác, Nghệ Tông gọi Quý Ly vào cung mà nói rằng, nhà ngươi là thân tộc cho nên trẫm ủy thác đại sự. Nay thế nước suy yếu, trẫm thì đã già, sau này con trẫm có giúp được thì giúp, không thì ngươi hãy tự làm lấy đi. Nghệ Tông học theo câu nói của Lưu Bị ngày trước nói với Khổng Minh, tưởng rằng lấy được lòng của Quý Ly. Lê Quý Ly mới khóc lóc mà thề rằng, nếu hạ thần không hết lòng hết sức giúp nhà vua, thì trời tru đất diệt. Tháng Chạp năm Giáp Tuất 1394, Trần Nghệ Tông mất, ở ngôi được 3 năm, làm Thái Thượng Hoàng được 27 năm, thọ 74 tuổi. Trần Nghệ Tông mất rồi, Lê Quý Ly lên làm phụ chính Thái Sư, vào ở Hoàng Cung. Từ đó, Quý Ly sắp xếp mọi việc, chuẩn bị đường thoán đoạt ngôi vua. Để dễ bề cướp ngôi, Lê Quý Ly quyết định rời đô và Thanh Hóa, bèn sai quan vào đó xây thành Tây Đô. Năm 1396, Quý Ly ép Thuận Tông phải rời kinh về Tây Đô. 3 năm sau, ông ta lại bắt Thuận Tông phải nhường ngôi cho con rồi đi tu, sau đó sai người giết hại. Lê Quý Ly lập thái tử án mới có 3 tuổi làm vua, đó là Trần Thiếu Đế. Quý Ly lên làm phụ chính, xưng làm Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương. Lúc bấy giờ, ở trong triều có những tông thất như là Thái Bảo Trần Nguyên Hãng và Thượng tướng quân Trần Khát Chân lập mưu để tiêu diệt Quý Ly, nhưng chẳng may bại lộ nên bị giết cả.
Tháng 2 năm 1400, Quý Ly lúc ấy đã 64 tuổi, bức vua Trần nhường ngôi, buộc các quan và tôn thất ba lần dâng biểu khuyên lên ngôi. Quý Ly giả vờ ba lần từ chối, nói rằng, ta sắp xuống lỗ rồi, còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ở dưới đất nữa. Rồi tự lập làm vua, đặt niên hiệu Thánh Nguyên, quốc hiệu Đại Ngu, đổi họ thành Hồ. Chữ Ngu trong quốc hiệu có ý nghĩa là sự yên vui, hòa bình. Chưa được một năm, ông ta học theo cách nhà Trần, nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương rồi lên làm Thái Thượng Hoàng, nhưng vẫn tự mình quyết đoán mọi công việc. Về phần Trần Thiếu Đế, do là cháu ngoại nên ông không giết mà chỉ phế làm Bảo Ninh Đại Vương và giam lỏng. Nhà Hồ tuy cai trị không được lâu, nhưng công việc trong nước sửa sang cũng nhiều. Về quân sự, nhà Hồ tuy bề ngoài thì hòa hiếu với nhà Minh, nhưng vẫn biết người Minh có ý nhòm ngó nước ta, cho nên Hồ Quý Ly thường nói với các quan rằng, ta làm thế nào cho có 100 vạn quân để đánh giặc phương Bắc. Ông bèn lập ra hộ tịch, bắt người trong nước cứ 2 tuổi trở lên thì phải biên vào sổ. Đến lúc hộ tịch làm xong rồi, số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi nhiều hơn gấp mấy lần lúc trước. Từ đó số quân lại thêm ra được nhiều. Vũ khí, thiết bị quân sự vào thời nhà Hồ đã có những bước tiến quan trọng về mặt kỹ thuật và tính năng. Người con trưởng của Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng đã cải tiến loại súng thần cơ để nâng cao sức công phá, hơn hẳn súng thời nhà Trần. Thủy binh đã được trang bị thuyền chiến lớn hơn, lại đóng thêm nhiều thuyền đinh sắt để đề phòng quân Minh. Bên trên có đường sàn đi lại để tiện việc chiến đấu, bên dưới thì hai người cầm một mái chèo. Bên cạnh đó, nhà Hồ xây dựng các hệ thống phòng tuyến trên mặt đất để phòng thủ quốc gia như thành Tây Đô, thành Đa Bang và cả một hệ thống công trình phòng thủ có quy mô lớn, dài gần 400 km kéo dài từ núi Tản Viên, men theo sông Đà, sông Hồng đến cửa sông Thái Bình. Một trong những cải cách nổi bật của Hồ Quý Ly là phát hành tiền giấy. Tuy nhiên, tiền giấy không được nhân dân ưa dùng vì rất dễ bị làm giả, dễ hỏng. Đồng thời, việc triều đình lạm dụng việc in tiền giấy để bù đắp thiếu hụt ngân khố khiến tiền bị mất giá, lạm phát tăng cao. Nhà Hồ đặt ra luật cấm tiêu tiền đồng, nhân dân bèn mua bán theo hình thức trao đổi hàng hóa với nhau. Triều đình lại phải định giá tiền giấy cho trao đổi và lập điều luật trị tội nếu không tiêu tiền giấy. Chính sách này càng làm hạn chế hoạt động kinh doanh buôn bán trong xã hội. Năm 1401, triều đình đặt ra kho thường bình, phát tiền giấy cho các lộ, rồi theo giá cả mua thóc chứa vào kho nhằm bình ổn giá thóc, nhưng hoạt động không hiệu quả. Ngoài những cải cách trên, nhà Hồ cũng sửa sang lại việc sưu thuế, hình luật. Về học hành, ngoài việc thi kinh sử như trước, nhà Hồ đặt ra thêm một kỳ thi toán pháp. Năm 1402, tướng nhà Hồ là Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Vua Chiêm là Ba Đích lại sợ hãi, xin dâng đất Chiêm Động để giảng hòa. Quý Ly bắt phải dâng thêm đất Cổ Lĩ, rồi phân ra làm 4 châu, đặt quan cai trị và bắt dân không có ruộng ở các nơi khác vào ở để khai khẩn. Bởi vì vua Chiêm khi dâng đất đã đưa dân ở đó về nước. Năm 1403, nhà Hồ lại muốn chiếm thêm đất Chiêm Thành, bèn cử Đỗ Mãn mang 20 vạn quân vào đánh kinh thành Đồ Bàn. Quân nhà Hồ vây Đồ Bàn hơn một tháng trời mà không hạ được, lương thực cạn kiệt, đành phải rút về. Khi Hồ Hán Thương mới lên ngôi năm 1401, nhà Hồ sai sứ giả sang nhà Minh, nói rằng vì dòng dõi nhà Trần không còn ai nữa, nên cháu ngoại lên thay quản lý đất nước. Đến năm 1402, Minh Thành Tổ thành công xoán ngôi của Minh Huệ Đế, lại coi muốn nhòm ngó Đại Ngu, bèn sai sứ sang dò xét nước ta. Hồ Quý Ly bắt các quan viên và phụ lão trong cả nước làm tờ khai giống như lời của sứ giả nói với nhà Minh lúc trước. Vua Minh không có cơ gì nữa, bèn phong cho Hồ Hán Thương làm An Nam quốc vương. Năm 1404, có một người tên Trần Thiêm Bình chạy sang nhà Minh, mạo xưng là con vua Trần Nghệ Tông, kể rõ việc Hồ Quý Ly thoán nghịch. Từ đó, nhà Minh muốn mượn cớ phủ Trần diệt Hồ để xâm lược nước ta. Tháng 4 năm 1406, nhà Minh sai tướng Hoàng Trung mang 5.000 quân hộ tống Trần Thiêm Bình về nước để lập làm vua. Hoàng Trung đánh vào cửa Lãnh Kinh. Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng dẫn hai cánh quân thủy bộ Đại Ngu chống lại. Hai bên giao chiến. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quân Đại Ngu vì thấy quân Minh ít hơn nên khinh suất để bị đánh bại với tổn thất nặng nề, nhiều tướng sĩ tử trận. Nhưng lúc đó, tướng Hồ Vấn mang quân từ Vũ Cao, Bắc Giang đánh úp quân Minh. Hoàng Trung không chống nổi, bèn nhân lúc đêm tối rút quân về, nhưng bị quân nhà Hồ chặn ở Hải Chi Lăng. Quân Minh phải giao nộp Trần Thiêm Bình và đề nghị mở đường cho về nước. Hồ Nguyên Trừng bằng lòng mở vòng vây cho quân Minh rút lui. Trần Thiêm Bình bị mang về xử tử. Việc này khiến cho nhà Minh rất tức giận, quyết tâm đánh nhà Hồ. Ban đầu, Minh Thành Tổ Chu Đệ ra lệnh cho Thành Quốc Công Chu Năng làm Trinh Di Đại tướng quân, Trương Phụ và Mộc Thạnh làm phó tướng, phối hợp tiến quân. Tuy nhiên, Chu Năng đi tới Long Châu, nay thuộc Quảng Tây thì bệnh chết, quyền thống lĩnh về tay Trương Phụ. Tháng 9 năm 1406, nhà Minh sai hai đạo quân xâm lược Đại Ngu.
Đạo quân thứ nhất do Trinh Di Hữu phó tướng quân Trương Phụ, tham tướng Trần Húc chỉ huy, đánh vào cửa ải Pha Lũy. Đạo quân thứ hai do Trinh Di Tả phó tướng quân Mục Thạnh, tham tướng Lý Bân chỉ huy, đánh vào cửa ải Phú Lệnh. Quân Minh nhanh chóng vượt qua các tiền đồn biên giới mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. Đến tháng 11, hai đạo quân hội ở Bạch Hạc bày doanh trại ở bờ bắc sông Cái đến tận Chú Giang. Trương Phụ và Mục Thạnh dùng danh nghĩa phù Trần diệt Hồ, viết bảng văn kể tội nhà Hồ và tìm con cháu nhà Trần để phục vị, cho thả theo dòng sông. Quân Đại Ngu trông thấy bảng văn lại chán ghét chính sự hà khắc của nhà Hồ nên không có lòng chống giặc. Nhiều tướng sĩ ra hàng quân Minh và được phong chức tước. Quân Đại Ngu đóng đối diện với doanh trại quân Minh ở sông Cái, theo sự tiết chế của tả tướng quốc Hồ Nguyên Chừng. Phía ngoài liên kết chiến hạm của thủy quân, trên bờ thì quân bộ đóng. Theo sách Minh Thực Lục, những viên tướng nhà Hồ đầu hàng nhà Minh là Mạc Thúy, Đặng Nguyên, Đỗ Duy Trung đã báo cho Trương Phụ biết về kế hoạch và trận địa phòng thủ của nhà Hồ. Trương Phụ và Mục Thạnh thấy các bãi sông đều có rào cọc chắn không tiến được, lại biết nhà Hồ chỉ trông vào thành Đa Bang để phòng thủ, nên tập trung tấn công thành này làm bước quyết định cục diện mặt trận. Ngày 12 tháng 12 năm 1406, quân Minh nhân đêm tối tiến công thành. Trương Phụ đánh góc Tây Bắc, Mục Thạnh đánh mặt Đông Nam. Cánh Mục Thạnh dùng thang mây leo lên mặt thành, quân bị giết xác chất cao ngang mặt thành nhưng quân lính nhà Minh vẫn không ngừng tấn công, không dám dừng lại. Tướng nhà Hồ là Nguyễn Tông Đỗ chỉ huy quân sĩ đục thành lùa voi ra đánh. Quân Minh dùng hỏa tiễn bắn voi và dùng các hình vẽ sư tử phủ lên mình ngựa để voi sợ. Voi lùi lại, quân Minh nhân đấy đuổi theo hút vào trong thành. Quân Đại Ngu thua to, các tướng nhà Hồ là Lương Dân Hiến, Thái Bá Nhạc tử trận. Quân Minh đánh chiếm được thành Đa Bang cùng 12 voi chiến và vô số binh khí, các cánh quân dọc sông đều tan vỡ, lui về giữ Hoàng Giang. Tháng 2 năm 1407, tả tướng quốc Hồ Nguyên Chừng tiến quân đến sông Lô. Ngày 20 tháng 2, hai bên đụng độ nhau ở bờ sông. Theo Minh Sử, quân Hồ có 500 chiến thuyền, còn quân Minh đánh theo cả hai đường thủy bộ. Kết quả quân Đại Ngu bị thua, mất 100 thuyền chiến và 10.000 binh lính, phải lui về cửa biển Muộn Hải, nay ở Giao Thủy, Nam Định. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương chạy vào Thanh Hóa. Trương Phụ và Mục Thạnh đánh đến Giao Thủy. Hai bên đối lũy nhau, ngày đêm giao chiến. Về sau, vì nắng mưa, dịch bệnh, bùn lầy ẩm ướt, quân Minh không ở được, bèn rời đến cửa Hàm Tử, lập doanh trại phòng bị nghiêm ngặt. Tả tướng quốc Hồ Nguyên Chừng cũng rời đến Hoàng Giang, đón Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương từ Thanh Hóa ra. Quân nhà Hồ bấy giờ thủy bộ tất cả được 7 vạn, phao tin là 21 vạn, rồi phân ra làm hai đạo đi men hai bên sông, thủy quân đi giữa, tiến lên Hàm Tử quan. Quân Minh hai mặt sông ra đánh, quân bộ nhà Hồ không chống nổi, phần thì bỏ chạy, phần hàng giặc, phần thì nhảy xuống sông chết đuối. Thủy quân thì chạy thoát được, nhưng thuyền lương đều bị mất hết. Cha con Hồ Quý Ly chạy ra biển rồi về Thanh Hóa. Sau khi quân Minh chiếm được vùng từ Ninh Bình ra Bắc, nhà Hồ chỉ còn giữ được những vùng đất từ Thanh Hóa trở vào. Hồ Quý Ly thua chạy vào Nam, bị quân Minh đuổi gấp, định dùng hậu phương mới chiếm được từ Chiêm Thành để kháng cự. Tuy nhiên, vua Chiêm Thành là Ba Đích Lại Nhân lúc Đại Ngu bị quân Minh đánh bại, cũng cất quân Bắc Tiến, lần lượt chiếm lại vùng đất vốn bị nhà Hồ chiếm năm 1402. Quân nhà Hồ không chống nổi, phải rút về Hóa Châu. Tháng 4 năm 1407, quân Minh đánh vào Lỗi Giang, quân nhà Hồ không đánh mà tan. Tướng nhà Hồ là Ngụy Thức thấy đại thế đã mất, bèn nói với Quý Ly rằng, nước đã sắp mất, bậc quân vương không thể để người ta bắt được. Xin bệ hạ hãy tự thiêu mà chết. Quý Ly tức giận, chém Ngụy Thức rồi bỏ chạy vào Tân Bình. Tháng 6, quân Minh đánh tới Tân Bình, cha con Hồ Quý Ly hết đường chạy, đều bị bắt cả. Còn các quan viên, người thì đầu hàng giặc, người thì bị bắt, người thì nhảy xuống nước mà tự vẫn. Nhà Hồ cai trị nước ta được 7 năm, đến đây chính thức kết thúc. Sau khi bị bắt sang Trung Quốc, có thuyết nói rằng Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương bị sát hại ngay khi đến Kim Lăng. Có thuyết lại nói hai cha con họ Hồ bị đày đi lính ở Quảng Tây rồi chết vài năm sau đó. Còn theo Minh Thực Lục, gia đình họ Hồ đều được tha tội. Riêng Hồ Nguyên Chừng do là người có tài nên được nhà Minh thu dụng. Ông giúp Minh Triều cải tiến súng, chế tạo chiến thuyền, đào kênh, đắp đê. Hồ Nguyên Chừng được thăng đến chức Thượng Thư Bộ Công, mất năm 73 tuổi tại Bắc Kinh. Xem những công việc cải cách của Hồ Quý Ly thì không phải là một người tầm thường, nhưng tiếc thay một người có tài như thế, nếu cứ tận trung giúp nhà Trần thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu cũng chưa chắc đã cướp được nước Việt, mà mình lại được cái tiếng thơm để lại nghìn thu. Nhưng vì lòng tham danh lợi, sinh ra bụng muốn tranh quyền, đoạt vị, nên Hồ Quý Ly mới xoán ngôi nhà Trần và nhà Minh mới có cái cớ mà sang đánh nước ta. Cũng vì cái cớ ấy, cho nên lòng người trong nước mới bỏ họ Hồ mà đem theo giặc, để đến nỗi cha con Hồ Quý Ly thua chạy, bị bắt, phải đem thân đi chịu nhục ở nước người. Nhưng đấy chỉ là cái tội làm hại riêng cho họ Hồ mà thôi.
còn tội làm mất nước, để nhân dân rơi vào cảnh lầm than, khổ sở thì ai gánh vác cho Quý Ly. May mà sau này có người anh hùng Lê Lợi nổi lên, chống chọi với giặc trong 10 năm cứu vớt được người Việt ra khỏi tay quân Minh, chứ không thì nỗi khổ nhục làm nô lệ biết khi nào mới giải thoát được.